Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh khá phổ biến, trong đó thường gặp nhất phải kể đến là gan nhiễm mỡ độ 2. Đây là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm khoảng từ 10 đến 20% khối lượng của gan. Đồng thời đây cũng là giai đoạn mà gan nhiễm mỡ bắt đầu gây nguy hiểm. Một khi gan nhiễm mỡ độ 2 đã biến chứng thì tổn thương rất là khó khiến cho gan có thể phục hồi lại được bình thường. Vì vậy có thể nói những hậu quả mà gan nhiễm mỡ độ 2 kéo theo là rất là nhanh và nguy hiểm. Tuy vậy thì điều đáng nói là có khá nhiều bệnh nhân còn tỏ ra rất là chủ quan trước căn bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 và cho rằng gan nhiễm mỡ độ 2 thì chưa cần thiết phải điều trị. Chính điều này là không đúng đắn và vô tình đã làm cho bệnh ngày càng trở nặng thêm. Do đó các bác sĩ đã khuyến cáo ngay khi phát hiện gan nhiễm mỡ độ 2 thì chúng ta cần phải điều trị ngay, tránh trường hợp để bệnh trở nên nặng gây ra những biến chứng khó khắc phục. Việc điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 càng sớm lúc nào thì càng dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Trên thực tế thì có rất là nhiều cách để điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 mà chúng ta có thể tham khảo. Tuy nhiên thì cũng cần phải dựa vào từng giai đoạn của người bệnh và cũng như là thể trạng của người bệnh mà chúng ta áp dụng những cách phù hợp. Thông thường thì khi có bệnh, người bệnh sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng thuốc Tây, vừa dễ dàng sử dụng lại tác dụng nhanh. Tuy nhiên thì bạn không biết rằng thuốc Tây chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn mà không thể điều trị loại trừ được hết bệnh, vì thế nó sẽ tái phát. Đồng thời thì sử dụng thuốc Tây thì cũng gây ra những tác dụng phụ không mong muốn đối với cơ thể. Việc áp dụng điều trị gan nhiễm mỡ từ thiên nhiên là một cách điều trị không mới, nhưng được rất là nhiều bệnh nhân áp dụng và tỷ lệ thành công thì rất là cao. Do sử dụng bằng các nguyên liệu thiên nhiên với nhiều ưu điểm, không chỉ điều trị dứt điểm bệnh mà nó còn an toàn và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Có rất là nhiều những loại thảo dược có khả năng điều trị được gan nhiễm mỡ hiệu quả. Chúng tôi sẽ tổng hợp ở video sau đây để gửi đến các bạn. Thứ nhất là cây giảo cổ lam là một vị thuốc nam điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, mỡ máu tốt nhất hiện nay. Có thể nói cây giảo cổ lam là vị thuốc đứng đầu bảng trong việc điều trị gan nhiễm mỡ. Kinh nghiệm cho thấy là chỉ cần sử dụng trà giảo cổ lam trong vòng 1 tháng, sau đó đi tái khám lại thì những dấu hiệu của gan nhiễm mỡ gần như là không còn. Người bệnh cũng cố sử dụng thêm từ 1 đến 2 tháng nữa thì sẽ khỏi hẳn. Lá sen cũng là một vị thuốc dân gian dùng để điều trị gan nhiễm mỡ. Theo dân gian thì lá sen có tính mát, không có độc và giúp an thần, giải độc. Ngày nay thì lá sen được sử dụng rộng rãi như là một vị thuốc nam giúp an thần, giảm béo và làm đẹp. Ngoài ra thì đây cũng là một vị thuốc có tác dụng điều trị bệnh gan nhiễm mỡ rất là hay. Cây cà gai leo là cây thuốc nam dùng để điều trị các bệnh như là men gan cao, gan nhiễm mỡ và các bệnh về gan rất là tốt. Cách dùng cà gai leo để điều trị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao là các bạn sử dụng khoảng 30g cà gai leo, 50g cây xạ đen sắc với 1,5 lít nước và uống thay nước trong ngày. Cách kết hợp cây cà gai leo và cây xạ đen sẽ tạo nên một bài thuốc quý rất là tốt cho gan. Chỉ cần sử dụng bài thuốc trên khoảng từ 2 đến 3 tháng là sẽ khỏi bệnh. Nếu như có điều kiện thì các bạn nên sử dụng nước sắc từ cây cà gai.